Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ lắp cái bộ mạch này vào trong chiếc quạt ngủ của mình để bấm điều khiển tít 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 cho nó dễ nha anh em nhé. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái nắp này ra này. Đó, anh em cứ đưa tô vít vào và xoáy ra. Đấy, các bạn xoáy ra như này cho mình nhé. Đó, từng con ốc các bạn xoáy ra. Đây, mọi người cắt ba dây số này ra cho mình nhé. Đó, cắt ra. Này, cái dây điện áp này cũng cắt ra luôn. Đó. Này, mọi người tước ra. Này, mình sẽ cắt nó đi này. Đó. Xoay nốt con tụ này ra. Để chúng ta kiếm một cái chỗ để bắt cái bảng mạch vào mọi người ạ. Đây. Kiếm cái chỗ nào để bắt cho nó vào cho nó hợp lý các bạn. Có khả năng mình phải bỏ cái dàn nút này đi các bạn. Mình bỏ đi nhé các bạn nhé. Để luôn cái mạch điều khiển này nó ở đây. Đấy, chỗ này. Và cái mắt này này, các bạn lưu ý là cái mắt này các bạn nên để thò ra ngoài nhé. Thò ra như thế này chẳng hạn, hoặc là để gần chỗ này là nó cũng bắt được. Chỗ cái quạt này thì nó hơi khó để các bạn ạ, nó không có chỗ ấy. Giờ mình phải nghiên cứu các bạn ạ. Khó ta. Đây. Có lẽ là mình sẽ bắt như thế này các bạn nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành đấu nối này. Đây. 3 dây số nhá. Cái loại quạt này thì nó không phải là phân biệt xanh vàng trắng đâu nha các bạn nhá. Nó mỗi loại quạt nó một cái khác nhau. Đó, mọi người lưu ý ủng hộ lưu ý hộ mình nhé. Nói mãi cái câu nhiều khi nó loạn đấy các bạn. Đó. Chúng ta sẽ kết nối vào đây. Quạt này mình để ở cái bàn làm việc của mình các bạn ạ. Cái bàn máy tính nhé. Tí mình sẽ mang vào show cho mọi người xem. Thì mỗi tối đến mình hay làm video xong rồi lên lịch sẵn. Để đấy cho mọi người trưa mai mọi người có thể xem luôn ấy. Đây, mình sẽ đưa vào đây nhé. Nhiều khi mình lười làm trên máy tính thì mình làm luôn ở... ở điện thoại các bạn. Nhưng mà hôm nay mình quay bằng cái máy quay. Làm ra làm trên ấy luôn. Đây, mình sẽ cắt cái đoạn này ngắn lên. Đây. Đó, các bạn tước nó ra như này nhé. Clip trước mình đã hướng dẫn các bạn cách đấu nối rồi đấy. Nó khá là dễ. Đây, mình sẽ kết nối vào hai đầu này. Cái quạt này nó cũng bị kẹt số. Mình lười chưa thay, hôm nay làm video hướng dẫn mọi người cái cách mà biến quạt bình thường thành quạt điều khiển luôn. Đó. Tí nữa cái chân này không được thì mình sẽ cắt nó đi này. Để cho nó rộng chỗ, bỏ một chân đi không sao đâu mọi người nhé. Nó vẫn chắc ok bình thường thôi. Thì cái quạt này của mình là cái gió đằng trước này, mình bỏ đi cho nó mát các bạn. Thứ nhất là nó nhỏ gọn. Đây, mình sẽ bỏ cái này đi nhá. Ui. Căng lắm mọi người. Đây, sẽ sử dụng cái này cắt đi như thế này. Đó. Ở đây, có chỗ bắt luôn các bạn. Mình sẽ bắt nó lại nhá.
Và cái dâu này mình nên để nó thò thò ra như thế này chẳng hạn. Đó, hoặc là mình cuốn cuốn nó lại chỗ này. Đó. Để cho nó bắt cho nó dễ mọi người ạ. Đó, mình nên để như thế này nhé. Các bạn cố định được keo con voi vào thì càng tốt. Các bạn thông cảm, mình đang bị ho ấy. Đó, vẫn cố gắng làm video lên cho mọi người xem. Đây, mình sẽ sử dụng cái băng dính này để mà bọc quả tụ của chúng ta. Mình cẩn thận thôi, chứ còn mình nghĩ là nó chả có thể lên được chỗ trên này đâu. Đó, như này mình để gọn vào đây. Và bây giờ mình sẽ test cái quạt của chúng ta nhé. Đây các bạn, ổ điện đây rồi. Đây mình sẽ cắm điện này. Đó, đã có tiếng kêu tít. Tiến hành khởi động quạt. Quạt đã mát các bạn nhé. Rất là ok. Rồi, ok, giờ mình sẽ lắp vào đấy. Quạt chạy khá là ngon. Rồi, ok. Quạt của mình xong rồi các bạn. Đây. Đó, như vậy là mình đã hoàn thiện xong một chiếc quạt nha mọi người nhé. Đây, mọi người điều khiển. Đó, quạt ngủ điều khiển bình thường mọi người. Đó, nó rất là hay. Anh em chỉ cần bấm vào là nó điều khiển từ xa. Không cần phải sờ chân tay vào bấm nút nia các kiểu nữa. Bây giờ mình nằm một cái là mình chỉ ấn ấn lên này là nó chạy anh em nhá. Rồi, bye bye anh em. À đây, mình sẽ đưa vào cái bàn của mình. Tắt, nó rất là tiện. Bây giờ mình chỉ cần cầm cái điều khiển này và bấm thôi. Đây, đây là chỗ làm việc của mình nha mọi người nhá. Nó thì hơi bừa bộn một tí mọi người không cả. Tối thông thường buổi tối mình hay ngồi chơi game với lại làm video ở đây. Đây cái máy này mình hay làm video này. Đó, cái máy này. Đó, còn cái này thì chỉ là để nghe nhạc thôi. Con này cấu hình yếu lắm anh em ạ. Rồi, thì cũng so với anh em vậy thôi. Đó, hẹn anh em clip tiếp theo nhé. Rồi, bye bye anh em.